À, dạ mời anh. Dạ Nam Mô Buddha, dạ Nam Mô Dhamma, dạ Nam Mô Sangha, dạ. Dạ con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Con xin kính lễ Chư Thanh Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Nhà theo lời dạy của anh Kevin, con xin phép đại diện toàn thể đạo tràng chúng ta nhờ lắng lòng thanh tịnh, đồng sinh thọ tam quy và ngũ giới. Okasa mayang bante visung visung rakkhanat tha yati saranena nasaha pancasila niyacca ma dutiyam pi okasa mayang bante visung visung rakkhanat tha yati saranena nasaha pancasila niyacca ma tatiyam pi okasa mayang bante visung visung rakkhanat ta yati sarane nasaha pancasila niyacca ma. Bạch hóa chư đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa chư đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua Đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua Đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua Đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bưa đa hăng xá ra năng gà cha mi đà hăng xá ra năng gà cha mi sang xá ra năng gà cha mi đưa ti giảm bi đà hăng xá ra năng gà cha mi đưa ti giảm bi đà hăng xá ra năng gà cha mi đưa ti giảm bi sang khăn xá ra năng gà cha mi ta ti giảm bi bưa đà hăng xá ra năng gà cha mi ta ti giảm bi đà hăng xá ra năng gà cha mi ta ti giảm bi sang khăn xá ra năng gà cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.
Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tì saranat ganang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu pa na ti pa ta về ramani sikha badang samadhiya mi adinna dana về ramani sikha badang samadhiya mi kame sumicha chara về ramani sikha badang samadhiya mi musa vada Về Ramani Sikha Badang Samadhiya Misura Me Raya Machapa Madatana Về Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikha padang samadhiyami. Adinnadana veramani sikha padang samadhiyami. Kame sumicchachara veramani sikha padang samadhiyami. Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Sura meraya machapama dattana veramani sikha padang samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cướp. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng imani pancha sikha bada nisa dukanka toa pa made na nik cha kalang samara kita bang chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Amabante. Thế Tôn có dạy rằng Silena sugatin yang thi silena phoga sampada silena nipun thi yang thi tasma si lang vi so thát dê tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cớ ấy. Chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Sa đu sa đu lành thay. Dạ, kính mời tất cả quý Phật tử chúng ta nó lòng thanh tịnh để sám hối Phật đạo, Pháp đạo và Tăng đạo.
Uttamange na vande hang pada pam su varutam buddhe yo kalito doso buddho kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứu xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vande hang dhamman cha duvi tang varang dhamme yo kalito doso dhammo kamatu tang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai loại pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cứu xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vande hang sanggan cha duvido tamang sangge yo kalito doso sanggo kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cứu xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Sakkatwa buddha ratanang o satang o tamang varang hitang deva manusanang buddha te che na so thi na na sang tu pa da va sabbe dukkha vu pa samang tu te Sakkatwa dhamma ratanang o satang o tamang varang parirahu pa samanang thamma te che na so thi na na sang tu pa da va sabbe phaya vu pa samang tu te Sakkatwa sangha ratanang o satang o tamang varang ahuneyang pa huneyang sangha te che na so ti na na sang tu ba da va sabbe roga vu pa samang tu te. Xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược tối cao đáng là pháp trấn tĩnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và huệ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng Bảo như món linh dược quý cao đáng để người cúng dường và quán nghinh tôn trọng. Sitamathu 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 Idang Phalang Etasmin Ratanata Yasmin Sampasada Necheta So. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sadhu sadhu lành thay, chúng con xin đại diện đạo tràng kính tri ân Sư Nguyên Thông đã đại diện chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho đoàn Phật tử chúng con. Sau đây con xin kính mời các đạo hữu Nguyên Như cầm micro để tiếp tục chương trình cho ngày hôm nay. Sadhu. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, Nguyên Như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Để mà làm để cho không khí nó hào hứng lên một chút thì Nguyên Như xin kính mời chị Nhung có thể post 18 tâm vô nhân. Hôm nay thời giờ không có còn nhiều, xin quý vị mỗi người đọc khoảng 6 tâm thôi ha. Thì ba người là đọc luôn 18 tâm. Thì mỗi người mình đọc một chút xíu cho nó nóng máy rồi mình bắt đầu vô học ha quý vị. Chắc mình đọc cỡ 10 phút thôi, từ hôm nay mình sạc hơi trễ đó. Dạ, Nguyên Như con xin mời chị Nhung post bài ạ. À, dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Trang và sư Nguyên Thông và sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu. Dạ.
Dạ, con thấy không có ai thì ra con xin đọc trước. Hay thú cá chiếc ta ní 18 tâm vô nhân. Akusala vipa cá chiếc ta ní tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Upekha sa cá tăng chắc khu vị nhà năng tâm nhãn thức thọ xả. 14. Upekha sa cá tăng sô tá vị nhà năng tâm nhị thức thọ xả. 15. Upekha sa cá tăng kha na viện nhà năng tâm tỷ thức thọ xả. 16. Upekha sa cá tăng chiêu hà viện nhà năng tâm thiệt thức thọ xả. 17. Dukkha sa cá tăng ca gia viện nhà năng tâm thân thức thọ khổ. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con đã đọc xong, xin mời người kế. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Để cho tiết kiệm thời gian, con không thấy cái bàn tay của sư Pháp Trang và sư Thanh Tâm, cho nên để con xin tiếp tục. Dạ, Ahetu Cát Chitta Ni 18 tâm vô nhân, Kusala Vipa Cát Chitta Ni tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Upekkha Sahagatang Chakkhu Viññāṇaṃ tâm nhãn thức thọ xả. 14. Upekkha sa gatang sotta viññāṇaṃ năng tâm nhĩ thức thọ xả. 15. Upekkha sa gatang gana viññāṇaṃ năng tâm tỷ thức thọ xả. 16. Upekkha sa gatang chiu viññāṇaṃ năng tâm thiệt thức thọ xả. 17. Dukkha sa gatang kaya viññāṇaṃ năng tâm thân thức thọ khổ. Dạ, vậy là con lỡ con đọc ngược lại. Xin vị kế tiếp chúng ta cái việc đọc cái phần từ 18 trở lên nhỉ. Dạ, xin cảm ơn. Chúng ta tranh thủ thời gian. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, và kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính chào toàn thể đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài Upekkha Sahagatang Sambhati Chá Ná Chít Tăng tâm tiếp thâu thọ xả. 19. Upekkha Sahagatang Sằng Tí Rá Ná Chít Tăng tâm quan sát thọ xả. Ú xa lá quýt bá cá hề tú khà chít tá ní xâm quả thiện vô nhân. 20. Ú bét khà xá hái gá tầng chắc khú quỳnh nhà nằng tâm nhãn thức thọ xả. 21. Ú bét khà xá hái gá tầng sồ tá quỳnh nhà nằng tâm nhĩ thức thọ xả. 22. Ú bét khà xá hái gá tầng khành nhà quỳnh khành gành nhã khành gành ná quỳnh nhà nằng tâm nhĩ thức thọ xả. 23. Ú bét khà xá hái gá tầng chiều hà quỳnh nhà nằng tâm thiệt thức thọ xả. 24. Xú khá xá hái gá tầng khà giá quỳnh nhà nằng tâm thân thức thọ lạc. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt. Dạ, con xin trả bài. 25. Upekkha sahagatang sampaticcha nacittang tâm tiếp thâu thọ xả. Upekkha sahagatang santiranacittang tâm quan sát thọ xả. Somanas sahagatang santiranacittang tâm quan sát thọ hỷ. Ahetuka kiriya cittani tâm như tác vô nhân. Upekkha sahagatang panchadwara vajjana cittang tâm kháng ngu môn thọ xả. Upekkha sahagatang manodwara vajjana cittang tâm kháng ý môn thọ xả. Somanas sahagatang
Hasitupa Dachitang, tâm sinh thiếu thọ hỷ. Dạ, con xin xuống mic. Mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, alo. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. À, con xin lỗi. Con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con xin đọc bài ạ. Ahe Tukachitta Ni 18 tâm vô nhân. Akusala Vipa Kachitta Ni, tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Ubekha Sahagatang Chakkhuvinyanang, tâm nhãn thức thọ xả. 14. Ubekha Sahagatang Sotavinyanang, tâm nhĩ thức thọ xả. 15. Ubekha Sahagatang Khanavinyanang, tâm tỷ thức thọ xả. 16. Ubekha Sahagatang Triều Hà Quỳnh Nhà Nặng, tâm thiệt thức thọ xả. 17. Đúc Khá Sa Ha Gát Tằng Cà Gia Quỳnh Nhà Nặng, tâm thân thức thọ khổ. 18. U Bích Khà Sa Ha Gát Tằng Sầm Bá Tít Cha Na Chít Tằng, tâm tiếp thâu thọ xả. Dạ, con đã đọc xong. Con xin xuống mic ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Pháp Trang, Sư Nguyên Thông cùng đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. À. 19. Ubekha Sahagatang Santi Ranachitang, tâm sát thọ xả. Kusala Vipa Kahe Tukha Chitta ni, tâm quả thiện vô nhân. 20. Ubekha Sahagatang Chakkhuvinyanang, tâm nhãn thức thọ xả. 21. Ubekha Sahagatang Sotavinyanang, tâm nhĩ thức thọ xả. 22. Ubekha Sahagatang Khanyavinyanang, tâm tỷ thức thọ xả. 23. Ubekha Sahagatang Chiều Hà Quỳnh Nhà Năng, tâm thiệt thức thọ xả. 24. Xuất Khà Sa Ha Ga Tăng Cà Gia Quỳnh Nhà Năng, tâm thân thức thọ lạc. Dạ, con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ Nguyên Như xin xin sửa lại một chút xíu cái phần chỗ 24 đó chị Kim Nhung. Cái xuất Kha Sa Ha Ga Tăng chứ không phải là xuất Kha, cái chữ A đó không phải là trường âm nha chị. Với lại Nguyên Như thấy có một cái chỗ nữa là cái chỗ Manodwara chứ không phải là Manodwara. Cái đó cả Dwa là chữ A là trường âm và ra cũng là trường âm nha chị. Cái chỗ mà tâm duy tác với chị Nhung. À, em thấy có hai chỗ nó sai. À, có thể chị hoan hỷ sửa lại. À, không cần bây giờ đâu, chắc để tuần sau cũng được. À, Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. À, dạ, hôm nay đạo tràng đọc càng ngày càng lưu loát, rất là nghe rất là hay. Nguyên Như xin sa thú, biết là chư vị rất cố gắng tập, nhất là anh Giang. Anh Giang tiến bộ rất là nhiều, là Nguyên Như có thể nói là một trong những học trò học Bali lẹ nhất của cái Pao Talk đó quý vị. Anh Giang học rất là chăm chỉ và đọc rất là rõ, rất là trôi chảy. Mấy vài bữa nữa chắc là phải mời anh Giang lên để phụ với Mỹ để tụng kinh Tam Bảo rồi. Giọng quá là hay, phải không anh Mỹ, phải không anh Lý? Xuất sắc luôn, rất là hoan hỷ.
Nguyên Như đã hôm bữa đã qua qua cái phần mà tâm ngủ song thức. Bây giờ xin mời quý vị bước vào một cái phần mới. Nguyên Như sẽ tiếp đến là cái phận sự, những cái phận sự của những cái tâm vô nhân. Hôm bữa giờ là mình đi qua cũng nhiều rồi, cũng sâu rồi quý vị ha. Đi qua những cái nhân sinh, các cái tâm vô nhân rồi, từ bất thiện qua đến tâm quả bất thiện, qua tới tâm quả thiện, qua tới tâm duy tác. Bây giờ mình sẽ đi vào chậm chậm cái phần về phận sự. Thì những cái tâm vô nhân này đó quý vị, phần lớn đó là những cái tâm làm việc theo cái khuynh hướng máy móc thôi. Tức là nó chỉ biết tiếp nhận cảnh, chứ nó không có tạo nghiệp ở đây. Thí dụ như con mắt mình á, thì là thấy thôi, rồi tai là nghe. Nó chỉ đơn giản giống như là một cái máy như vậy đó. Thành ra mình cần phải nhận rõ, hiểu rõ từng cái hoạt động của từng cái tâm, thì mình mới hiểu được cái khía cạnh của nó. Rồi sau khi mình hiểu xong, mình đi chậm chậm mà chắc đó, thì mình vô trong cái lộ trình tâm á, mình hiểu là tại sao cái tâm này nó làm vậy, rồi tại sao tâm kia làm kia. Bây giờ mình đi chậm chậm ha quý vị. Cái thứ nhất á, là Nguyên Như sẽ nói về cái cặp nhãn thức. Cái cặp nhãn thức là tại sao mình gọi là một cặp, có nghĩa là nếu quý vị nhìn vô cái bảng niêu đó, cái cặp nhãn thức là mình hôm bữa mình nói tới ngũ song thức rồi đó. Cặp nhãn thức gọi là cặp vì nó có một cái tâm nhãn thọ xả quả bất thiện, rồi một cái tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, tức là một cái thiện một cái bất thiện, thì mình gọi là cặp nha quý vị. Cặp nhãn thức thì luôn luôn làm việc thấy, tức là nhận thức được cảnh sắc. Quý vị còn nhớ cảnh sắc là gì không? Cảnh sắc mà là để cái cảnh để cho con mắt nó nhìn được á, nó gọi là cảnh sắc. Rồi cái thứ hai, cặp nhĩ thức thì cũng là một cái cặp tâm là thuộc về lỗ tai, thì tâm nhĩ thức thọ xả qua bất thiện là một nè, rồi tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện là hai. Hai cái này mình nói là một cặp. Cặp nhĩ thức luôn luôn làm việc nghe, tức là nhận thức cảnh thinh. Cảnh thinh là gì quý vị? Là về âm thanh. Tức là cái con mắt á, thì luôn làm việc thấy, rồi cái lỗ tai thì nó luôn làm việc nghe. Cái thứ ba là gì? Là cặp tỷ thức. Tức là một cái tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện, rồi một cái tâm tỷ thức thọ xả quả thiện, gọi là cặp tỷ thức. Luôn luôn làm việc ngửi hay là hửi mùi, tức là nhận thức cái cảnh khí. Cặp thứ tư là cặp thiệt thức, là về lưỡi. Cặp thiệt thức này thì gồm có một tâm là tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện, và thứ nhì là tâm thiệt thức thọ xả quả thiện. Thì cặp thiệt thức này luôn luôn làm việc nếm, tức là nhận thức được cái cảnh vị. Rồi cặp thứ năm là cặp thân thức. Ở đây á, thì nó không có phải thọ xả như mấy cái tâm kia, mà thân thức thì có hai loại, nó đặc biệt một chút ha quý vị. Là thân thức thọ khổ, ở trong bất thiện thì là thân thức thọ khổ. Một là một tâm, một cái tâm thứ nhì nữa là tâm thân thức thọ lạc quả thiện. Trong thân thì không có xả nha quý vị, chỉ có khổ hay là lạc mà thôi. Thì cặp thân thức này đó, nó luôn luôn làm việc đụng hay là va chạm, tức là nhận thức cảm xúc. Mình cứ nhớ cảnh sắc thì đi với nhãn thức, cảnh thinh đi với nhĩ thức, cảnh khí đi với tỷ thức, cảnh vị đi với thiệt thức, và cảnh xúc đi với thân thức. Quý vị mà chưa có nhớ được đó, thì mình cứ lẩm bẩm, mình cứ ôm từ từ nha quý vị. Tự mấy cái này á, là mình phải thuộc giống như là nằm lòng luôn vậy đó. Cặp nhãn thức thì nhận thức cảnh sắc, cặp nhĩ thức nhận thức cảnh thinh, cặp tỷ thức nhận thức cảnh khí, cặp thiệt thức nhận thức cảnh vị, và cặp thân thức nhận thức cảnh xúc. Rồi cái đó là cái phần về cặp ngũ song thức đó. Bờ đến cái cặp thứ sáu, là đây là một cái cặp tiếp thâu. Thì cũng như vậy, ở trên cái tâm quả bất thiện á, thì nó có một cái tâm là tâm tiếp thu thọ xả quả bất thiện.
Rồi ở phía dưới quả thiện thì nó có tâm tiếp thu thọ xả quả thiện. Cái cặp tiếp thu này đó, nó luôn luôn làm cái việc tiếp thu, tức là nó nhận cái cảnh ngũ do cái ngũ song thức, là tức là năm cái cặp ở trên đó, nhãn nhĩ thị thiệt thân ý, vừa ghi nhận vào để nó chuyển lại cho cái tâm quan sát. Tức là tâm tiếp thu, nó ngồi nó nhận, giống như nó ngồi nó nhận hàng vậy đó quý vị. Từ cái cặp ngũ song thức đưa vào rồi nó chuyển qua lại cho cái tâm quan sát. Như vậy khi như là cái tâm này nó làm việc trung gian, giống như người đưa tin hay là người đưa thơ vậy đó quý vị. Tức là quý vị nhớ nha, cái người tiếp thu đó là một cái người trung gian, nó lấy của nó nhận cảnh của thằng ngũ song thức, nó chuyển qua cho cái thằng quan sát. Cái nhiệm vụ của tâm tiếp thu chỉ là như vậy thôi, là người trung gian đưa tin hay là đưa thư vậy đó. Rồi cái tâm thứ bảy là tâm quan sát. Cái tâm quan sát thì mình nói sâu vào một chút là nó chia ra là tâm quan sát quả bất thiện thì làm được 5 công việc lận. Cái việc thứ nhất là cái việc tục sinh. Tâm này làm việc tục sinh cho chúng sanh mà là chúng sanh khổ nha quý vị. Tự vì đây là tâm quan sát quả bất thiện, làm việc tục sinh cho những chúng sanh khổ. Thứ hai, làm việc hộ kiếp. Là sao? Là cái trạng thái tâm chủ quan trong đời sống của chúng sinh khổ. Thì nào như cứ nhắc đi nhắc lại là chúng sanh khổ, tự vì ở đây đang nằm trong cái tâm quan sát quả bất thiện nha quý vị. Cái thứ ba là tâm quan sát quả bất thiện này làm việc tử, là cái tâm cuối cùng, cái tâm mà chấm dứt kiếp sống của chúng sanh khổ. Cái thứ tư là làm việc thập di, là cái việc làm hưởng cảnh dư, khi mà cái tâm động tốc nó bắt cảnh lớn, bắt cảnh rất lớn hay là rất rõ đó, thì cái tâm quan sát này nó làm việc thập di, tức là hưởng cảnh dư hay là gọi là cũng có thể gọi là tâm mót đó quý vị. Rồi cái thứ năm nữa là làm việc quan sát. Làm việc quan sát ở đây có nghĩa là cái tâm này nó có khả năng xem xét, nhận xét 5 cái cảnh mà cái tâm tiếp thu vừa mới đưa vào đó. Cái tâm tiếp thu nó lấy cái cảnh, nó nhận cảnh ngũ xong rồi nó đưa qua cái thằng quan sát, thì cái thằng quan sát này nó ngồi nó xem xét, nó nhận xét những cái tâm mà những cái cảnh mà cái tâm tiếp thu nó đưa vô ha quý vị. Rồi qua cái phần số 8 đây á, là mình nói về cái tâm quan sát thiện. Mình mới nói về tâm quan sát quả bất thiện ha. Bây giờ á, là mình nói tâm quan sát quả thiện. Thì cái tâm quan sát quả thiện này nó cũng làm tất cả 5 việc giống như là tâm quan sát quả bất thiện như vậy. Nhưng mà thay vì là nó làm việc tục sinh hộ kiếp và tử cho người khổ như của cái thằng bất thiện á, thì ở đây á là nó làm nhiệm vụ tục sinh hộ kiếp và tử cho người lạc vô nhân. Ở nhà cho người lạc vô nhân thì nó cũng làm việc tục sinh nè, cũng làm việc hộ kiếp nè, nó cũng làm việc tử nè, nó cũng làm việc thập di nè, nó cũng làm việc quan sát. Nhưng mà có cái ba cái phía ba cái phần trên á, tục sinh hộ kiếp và tử, thì nó làm chỉ cho người lạc vô nhân thôi, là tâm quan sát quả thiện. Còn tâm quan sát quả bất thiện thì nó làm cho người khổ. Quý vị nhớ chỗ đó ha. Rồi một cái đặc biệt nữa là quý vị nhìn lên bảng niêu đó, quý vị thấy cái thằng quả bất thiện á, thì nó chỉ có 7 tâm thôi, trong khi cái thằng quả thiện á, thì nó có tới 8 tâm. Tại sao? Tự vì nó có thêm một tâm quán sát ở dưới quả thiện nữa. Cái tâm quán sát này á, thì nó là quán sát thọ hỷ. Cái tâm quán sát thọ hỷ này á, nó chỉ làm có 2 việc nha quý vị. Nó không có là việc tục sinh hộ kiếp tử như tâm quan sát bình thường, mà nó chỉ làm có 2 việc cuối cùng thôi, là việc thập di và quan sát. Thì cái tâm quan sát thọ hỷ này là cái thọ hỷ, còn 2 cái tâm quan sát của cái bình thường á, là nó là thọ xả. Quý vị để chỗ đó ha. Rồi cái phần thứ 9 là cái tâm kháng ngũ môn. Tâm kháng ngũ môn chỉ là một việc mà thôi. Nó làm cái việc á là kháng môn. Kháng môn tức là nó xem xét 5 cảnh, khi mà 5 cái cảnh này vừa hiện đến,
Để dạ nó là đang ở trang 88 đó anh Kevin. Tâm kháng ngũ môn chỉ là một việc, là việc kháng môn, tức là xem xét năm cái cảnh, khi mà năm cái cảnh này hiện đến để mà khai mở cho lộ ngũ môn sanh lên đó, thì tâm kháng ngũ môn này được ví dụ như là một cái người gác cửa có phận sự mở cửa cho khách vào. Nguyên như lặp lại ha, cái tâm kháng ngũ môn, quý vị thấy cái chữ môn đó có nghĩa là cửa, ngũ là năm. Cái tâm kháng ngũ môn này là có nhiệm vụ là nó mở cửa cho cái khi mà cái tâm cảnh này hiện đến á, thì cái tâm kháng ngũ môn này làm cái việc mở cửa, giống như người gác cửa vậy đó, cái phận sự nó là chỉ mở cửa thôi để cho khách vô đó. Rồi cái số 10 đó là tâm kháng ý môn. Cái tâm kháng ý môn á, thì nó làm hai việc. Cái thứ nhất á, là làm việc kháng môn, là có nghĩa sao? Có nghĩa là tâm này khai mở cho lộ ý. Ở trên á, kháng ngũ môn á, là khai mở cho lộ ngũ, còn cái tâm kháng ý môn khai mở cho lộ ý nha quý vị. Cái phần B đó nó là phân đoán, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tâm kháng ý môn này á, nó cũng làm cái nhiệm vụ là xác định đối tượng khi mà năm cái cảnh ngũ mà cái tâm quan sát vừa tiếp nhận vào á, để mà tâm động tốc sanh lên xử sự chúng. Coi như lặp lại ha, cái tâm kháng ý môn này nó làm được hai việc. Việc thứ nhất là kháng môn, có nghĩa là cái tâm này khai mở cho lộ ý sanh khởi. Và cái phần thứ hai, nó cũng có thể làm việc phân đoán, là cái tâm xác định đối tượng, tức năm cảnh ngũ mà tâm quan sát vừa mới tiếp nhận vào, để mà tâm động tốc sanh lên, để mà xử sự tiếp tục đó. Rồi cái 11 là gì? Là tâm ưng cúng vi sinh tiếu, hay là ưng cúng vi tiếu, hay là ứng cúng vi tiếu, làm sao cũng được ha quý vị. Cũng là chỉ làm một cái việc động tốc, nó làm một việc thôi, là tâm động, là việc động tốc, tức là tâm xử sự với cảnh mà thôi. Đó, bây giờ mình đã đi qua về cái phận sự của từng cái loại tâm của những cái tâm vô nhân này. Quý vị, cái hình tiếp á, là quý vị sẽ thấy cái lộ trình tâm nó đơn giản một chút xíu, coi như có vẽ bằng hình đó. Để coi như kéo nó lên, nó bị tuột mất tiêu rồi. Trang 88. Bây giờ nó đang nằm ở trong trang. Dạ, Nguyên Như xin lặp lại Sa Thú Huynh Lý. Cái tâm kháng ý môn á, thì nó làm hai việc. Việc thứ nhất là việc kháng môn, và việc thứ hai là việc phân đoán. Cái việc kháng môn là tâm này sẽ khai mở cho lộ ý sanh khởi. Hôm nay cái trong cái phạm trù của cái lộ trình tâm mình á, mình chưa có học về cái lộ trình tâm của cái về lộ ý, mình mới học lộ ngũ thôi. Thành ra mình chưa có đi sâu vào cái chỗ kháng môn này. Mình chỉ học cái phần nhì á, là cái phần phân đoán hay là tâm xác định á. Tức là khi nó tâm xác định được đối tượng, tức là khi mà cái tâm, khi mà năm cảnh nó vô đó, thì tâm quan sát nó tiếp nhận rồi á, thì nó mới đưa qua cho cái tâm kháng ý môn nó xem xét lại một lần nữa. Chẳng hạn như là khi á, như nghĩ chắc một chút xíu mình đi qua cái lộ trình tâm nó dễ hiểu hơn đó anh. Hồi nãy đó mình mới nói là cái tâm quan sát á, nó ngồi đó nó xem xét, nhưng rồi cái tâm kháng môn á, nó mới phân đoán. Còn cái thằng xem xét giống như là nó giống như là lúc mà mình coi mấy cái cô hoa hậu vậy đó, có một người họ lợi, họ nhìn cái cô này rất là kỹ, chiều cao bao nhiêu, rồi cô này mặt tròn hay vuông, rồi tóc dài hay là tóc ngắn, chân dài hay chân ngắn, cái da có trắng hay không, hay là da màu ngăm ngăm. Rồi đó, cái người mà quyết định đó, cái phân đoán xác định lại đó,
thì cái người đó mới nói ồ như vậy là cô này đẹp thường hay là đẹp nhiều hay là không đẹp hay là hơi xấu quá hay là không có đủ chỉ tiêu hay là gì vậy đó. À, quý vị, một người á là xem xét rất là kỹ, rồi một người sau khi xem xét á là quyết định hay là phân định hay là phân đoán cái chỗ đó đó, là xác định lại là khi một người quan sát xong rồi người ta mới xác định. Nó hơi detail một chút xíu chỗ đó đó. Bây giờ Quy Như sẽ qua cái hình mà cái lộ trình tâm đó. Quý vị có thấy cái hình lộ trình tâm Quy Như có vẽ sơ qua đó là có cái bốn cái vòng tròn màu xanh là tất cả là hộ kiếp, thì gồm có một tâm, cái số 1 á là hộ kiếp, cái thứ hai là hộ kiếp vừa qua, cái thứ ba là hộ kiếp rúng động, cái thứ tư là hộ kiếp dứt dòng. Thì bốn cái vòng tròn đầu tiên đó là nó tập trung vô cái, mình cứ nhớ nó là về cái tâm hộ kiếp. Sau đó thì có năm cái tâm liên tục, cái năm cái tâm này đó thì thuộc vào cái tâm vô nhân mà mình học hôm bữa giờ đó quý vị. Cái lý do mà cái lộ trình tâm nó nằm ở trong đây á, mình chưa có đi sâu vào những cái lộ trình tâm detail, cái đó là nó khó hơn, sau này sau lâu sau này mình mới học tới. Nhưng mà thầy kinh á diễn tả sơ sơ một cái lộ trình tâm đơn giản nhất để mình coi cái chức năng của những cái tâm vô nhân nó làm cái gì trong cái lộ trình tâm đơn giản này thôi quý vị ha. Mình học sơ sơ để cho mình biết vậy thôi. Thì như có một cái cách để mình dễ nhớ hơn đó là khi quý vị nhìn vô cái trong cái 18 tâm vô nhân đó, quý vị thấy cái phần cuối cùng là cái phần tâm duy tác đó. Nếu mà quý vị có cái bút chì á, quý vị nghe Quy Như nói quý vị khoanh theo thì nó dễ nhớ hơn ha. Cái phần tâm duy tác, quý vị thấy cái tâm kháng ngũ môn không? Nó nằm ở dưới cùng chỗ ba cái vòng tròn trong cái bảng niêu đó là tâm kháng ngũ môn. Cái đó là cái số 1. Rồi quý vị mới lên trên, quý vị thấy cái chỗ cái ngũ song thức không? Nó nằm ở bên trên. Đó là cái đó là cái tâm số 6 là ngũ song thức. Xong rồi mình đi qua bên phải một chút thì mình sẽ thấy nó là tâm tiếp thu. Rồi mình đi qua một chút xíu bên phải nữa, mình sẽ thấy nó là tâm quan sát. Rồi cái mình đi xuống với cái tâm duy tác trở lại là quý vị thấy tâm xác định mà nó chính là kháng ý môn đó. Thành ra khi mà Quy Như đọc như vậy á, quý vị thấy nó giống như cái hình móng ngựa ở trong cái 18 tâm vô nhân, quý vị thấy không? Tức là từ kháng ngũ môn nè, cái mình đi lên cái ngũ song thức, nó có thể là một trong 10 cái tâm của cái ngũ song thức tùy theo cái lộ trình tâm ha. Rồi cái mình đi qua cái tiếp thu, mình đi qua cái quán sát, cái mình đi xuống cái kháng ý môn. Quý vị thấy nó thành hình móng ngựa ha. Hồi đó giờ cũng như cứ ngồi học hoài mà không có nhớ tâm nào trước tâm nào sau, như cứ ngồi cũng như nhìn nhìn cái hình á, cũng như nói nếu mà mình nhớ cái hình móng ngựa như vậy sao này ai hỏi á, cái mình cứ nhắm mắt mình cứ nhớ cái bảng niêu vậy đó, cái mình đọc từ kháng ngũ môn mình lên ngũ song thức, mình qua tiếp thu, mình qua quán sát thọ xả, cái mình xuống cái kháng ý môn thành cái hình móng ngựa giống như móng chân con ngựa quý vị. Vậy là mình không có bị quên nữa ha. Như không biết quý vị có theo như được không ha. Thì như thấy làm như vậy thì dễ hiểu đó. Không biết quý vị sao. Sa thú, sa thú. Thì á cái chỗ mà mình dễ quên nhất là cái chỗ mà năm cái tâm, cái chỗ mà kháng ngũ môn là ngũ song thức, tiếp thu, quan sát và xác định á. Bây giờ nếu mà mình thấy được cái thứ tự của nó rồi mà mình nhớ nó theo hình móng ngựa là Nguyên Như bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ quên nữa ha quý vị ha. Rồi bây giờ cái số vòng tròn màu số 10 tới số 16 đó, tự vì nó không có đủ cái chỗ ở trên cái bảng này, thành ra Nguyên Như chỉ vẽ một cái dòng màu đỏ thôi, mà thiệt ra nó có tới 7 cái dòng màu đỏ lận, từ dòng số 10, số 11, số 12, số 13, số 14, số 15, số 16, từ 10 tới 16 đáng lẽ là nó có 7 cái dòng đỏ, là nó thay mặt cho cái dòng tròn của 7 cái tâm động tốc đó, nó là 7 cái dòng tròn tâm trái quá ná đó quý vị. Rồi sau đó là hai cái tâm mót là số 17 và số 18. Sau đó thì nó quay trở lại hậu kiếp. Thì đơn giản là nó sẽ có tất cả là 19 cái dòng tròn trong cái lộ trình tâm. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi vô sâu.
cái lộ trình tâm đây á, thì cái tâm thứ nhất theo cái vòng tròn hồi nãy mấy vị mới coi đó, tâm thứ nhất chính là cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp là sao quý vị? À, nó là một cái tâm chủ quan. Cái tâm chủ quan này nó gìn giữ cái kiếp sống, khi mà không có bị cái cảnh giới hay là ở bên ngoài nó kích thích tới, có nghĩa nó chính là cái phần tiềm thức của mình đó. Cái tâm chủ quan này á, thì quý vị cứ nghĩ nôm na là khi mà mình nhập thai, lúc mà mình nhập thai bằng cái tâm tái sanh á, thì cái tâm tái sanh hay là tâm tái tục đó, nó bắt đầu kiếp sống mới từ cái sát na tâm đầu đời đó. Thì cái sát na tâm đầu đời đó đó, nó gọi là cái tâm tái tục. Sau đó đó thì cái tâm hữu phần hay là cái tâm hộ kiếp á, nó cũng chính là cái tâm tái tục đó thôi, nhưng mà nó đổi cái tên qua thành cái tâm hộ kiếp. Thì những cái tâm này nè, nó chiếm phần lớn của cái đời sống của mình. Thì ở đây á, người ta gọi những cái tâm này á, những cái tâm hộ kiếp này người ta gọi là cái tâm chủ quan, hay là có những chỗ gọi là tâm ngoại lộ. Mà bây giờ mình cứ dùng cái chữ chủ quan đi cho mình dễ hiểu ha quý vị. Tức là khi mà quý vị thấy những cái tâm gọi là tâm chủ quan á, thì quý vị cứ nhớ nó là cái tâm hộ kiếp. Mà cái tâm hộ kiếp là gì? Là cái tâm tái tục đó, là cái tâm tái sanh. Rồi khi mà trong thời gian mà mình sống nguyên cái kiếp của mình á, thì nó gọi là tâm hộ kiếp. Rồi sau khi mà mình gần chết á, thì lúc đó gọi là tâm tử, tức là tâm tục sanh, hộ kiếp và tử. Nó cũng là một cái thằng thôi, nó đổi những cái tên đó. Thì những cái tâm hộ kiếp này nè, nó chiếm phần lớn của cái cuộc sống của mình. Khi mà mình ngủ đó, là mình đang chìm trong cái tâm hộ kiếp đó quý vị. Khi mà có những chuyện nào người ta làm giật mình, hay là mình nghe những cái việc mà mình dùng cái sáu trần bên ngoài nó tác động vô, mà mình có thể những cái lộ trình tâm nó diễn biến ra đó, thì những cái đó đó mình gọi là lộ trình tâm, thì nó cắt cái dòng của tâm hộ kiếp của mình. Thành ra cái hộ kiếp của mình đó, tiếng Mỹ nó gọi là cái base á, hay là bây giờ tiếng Việt mình gọi là cái base, là cái foundation. Tiếng Việt gọi là cái gì hả sư huynh lý? Cái foundation nó gọi là cái nền. Đúng rồi, cái tâm hộ kiếp nó chính là cái nền. Quý vị nhớ nha, nó, tâm hộ kiếp mình á, không có gì mình ngủ nè, hay là mình mơ mơ màng màng nè, hay là mình không có làm cái gì đặc biệt hết á, thì là mình đang sống trong cái tâm hộ kiếp đó. Rồi những cái chuyện gì nó xảy tới, hoặc là ai lợi rủ đi ăn chè ăn cháo, hay là tự nhiên con chó là nó sửa wow 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 wow, hoặc là mình nghe tiếng chim hót, mình quay qua mình nhìn, hoặc là nghe tiếng nhạc này kia, thì lúc đó là những cái lộ trình tâm á, nó đi, nó giống như nó tác động, nó rung động vào á, thì bắt đầu lộ trình tâm nó xảy ra. Còn nếu mà mình không có cái gì hết á, mình đang nằm ngủ hay là mình đang không làm gì, thì cái tâm mình nó chìm, nó bình bình á, thì quý vị nhớ đó chính là cái tâm hộ kiếp ha. Thì mình hiểu sơ được một chút xíu về cái tâm hộ kiếp. Thì nguyên như lặp lại cái định nghĩa đây á, là tâm chủ quan gìn giữ cái kiếp sống, khi mà không bị cảnh giới nó kích thích. Cảnh giới là những cái việc từ bên ngoài đó nó kích thích vào. Thì cái phần tâm hộ kiếp này cũng có những sách gọi là phần tiềm thức nha quý vị, hộ kiếp hay là tiềm thức. Rồi số 2 là tâm hộ kiếp vừa qua. Số 3 là tâm hộ kiếp rúng động, và số 4 là tâm hộ kiếp dứt dòng. Ở đây cũng là những cái tâm hộ kiếp thôi, nhưng mà mình đi vô cái detail, mình vô chi tiết hơn nữa để mình hiểu thêm những cái tình trạng mà nó xảy ra khi mà cái dòng tâm thức á, thì người ta mới đặt ra từng cái tâm thêm một chút xíu, nhưng mà cái basic nó vẫn là cái tâm hộ kiếp nha quý vị. Rồi thứ hai là tâm hộ kiếp vừa qua là gì? Là một cái tâm chủ quan, có nghĩa nó cũng là tâm hộ kiếp đó, nó sanh diệt đồng thời với cảnh, nhưng mà chưa có bị cảnh chi phối. Cái hiện tượng này á, nó kéo dài trong một cái sát na tâm, hay là trong một tâm sát na gì cũng được. Rồi cái thứ ba là tâm hộ kiếp rúng động. Đây là một cái trạng thái tâm chủ quan, tức là cái trạng thái tâm hộ kiếp luôn đó, mà nó bị cảnh á, nó chi phối. Rồi cái tâm hộ kiếp rúng động này á, nó cũng kéo dài một cái sát na tâm. Đến cái tâm thứ tư là cái tâm hộ kiếp dứt dòng. Cái tên của nó đó là hộ kiếp dứt dòng.
có cái tên nữa đó là tâm hộ kiếp ngưng lại, hộ kiếp dứt dòng hay là hộ kiếp ngưng lại, là một cái tâm chủ quan, tức là cũng là cái tâm hộ kiếp, nó chấm dứt để mà nó nhường chỗ cho một cái tâm khách quan khởi lên. Cái tâm khách quan là sao? Là cái tâm mà nó nhận những cái cảnh từ bên ngoài vào, có những có nghĩa là những cái tâm mà vô nhân này nè quý vị. Đó thì gọi là những cái tâm khách quan đó. Như xin lặp lại chỗ này ha, tâm hộ kiếp dứt dòng hay còn gọi là tâm hộ kiếp ngưng lại là cái tâm chủ quan nó chấm dứt rồi để nó nhường chỗ cho cái tâm khách quan khởi lên để mà nó ghi nhận và xử sự với những cái cảnh mới. Nhưng mà cái tâm hộ kiếp dứt dòng này nó cũng kéo dài một sát na tâm thôi. Là quý vị thấy mỗi cái vòng tròn mà trên cái 10 cái 19 cái nút hồi nãy Nguyên Như giới thiệu đó, là cứ mỗi cái vòng tròn đó là nó biểu tượng biểu trưng cho một cái sát na tâm thôi nha quý vị. Đến cái tâm kháng ngũ môn là số 5 đó. Tâm kháng ngũ môn là cái tâm khách quan rồi. Tức là bốn cái tâm đầu tiên về hộ kiếp là các tâm chủ quan ha. Đến tâm số 5 đó là thuộc lại tâm khách quan rồi đó. Khởi lên trong một cái sát na tâm, nó hướng về đối tượng, tức là hướng về cái cảnh mới rồi. Đến ngũ song thức. Ngũ song thức này Quy Như xin lặp lại là hai cặp nhãn thức, hai cặp nhĩ thức, hai cặp tỷ thức, hai cặp thiệt thức và hai cặp thần thức. Nó tùy theo đối tượng thì một trong ngũ song thức tương ứng sẽ khởi lên. Khi mà mình đọc trong những cái lộ trình tâm mà người ta nói ngũ song thức đó, thì quý vị đừng có bao giờ nghĩ là nó xảy lên một lượt 10 tâm nha quý vị. Không có. Nó chỉ có thể là thiện, có thể là bất thiện. Nếu mà mình gặp cái cảnh mà mình phải nhìn đó, thì con mắt, nó dùng tới con mắt. Mình nếu mà mình cần tới nghe đó, thì mình tới cái lỗ tai. Mình cần ngửi mùi á, thì mình cần tới tỷ thức là cái lỗ mũi. Mình cần nếm vị đó thì mình cần cái lưỡi. Mà kính xúc chạm thì mình cần cái thân. Là cái ngũ song thức này đó là nó là một trong 10 cái tâm đó. Hoặc thiện, hoặc là bất thiện, hoặc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nha quý vị. Chứ mình đừng có nói ngũ song thức mình thấy ghi vậy rồi chứ mình tưởng là 10 cái tâm nó nhảy lên được. Không bao giờ có ha. Rồi, một trong ngũ song thức tương ứng sẽ khởi lên trong một sát na tâm để mà bắt lấy cái cảnh, tùy cái cảnh tương ứng mà nó bắt được, thì đó giống như Nguyên Như mới vừa nói đó, để mà bắt lấy cái cảnh tương ứng của nó. Rồi cái số 7 đó là tâm tiếp thâu. Cái tâm tiếp thâu là cái trạng thái của tâm khi mà tiếp thu cảnh ngũ mà ngũ song thức nó vừa mới ghi nhận đó, là nó ngồi nó tiếp thâu vô, nó cũng khởi lên trong một sát na. Tâm tiếp thâu là nó nhận đó quý vị. Rồi đến cái dạ ngũ song thức không có ý, chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thôi, không có ý. Dạ đúng rồi, Sa Thú Huynh Lý. Cái số 8 là cái tâm quan sát. Cái tâm quan sát là một trạng thái tâm khi mà điều tra đối tượng hay là nhận xét đối tượng, nó khởi lên trong một cái sát na tâm để mà nó xem xét cái cảnh ngũ mà thằng tiếp thâu đó nó vừa ghi nhận mà nó đưa qua, thì thằng này đó ngồi xem xét quan sát. Rồi đến cái tâm phân đoán. Cái tâm phân đoán là gì? Chính là cái kháng ý môn, là cái tâm cuối cùng của cái hình móng ngựa mà như vừa mới nói với quý vị đó ha. Cái tâm phân đoán hay là tâm đoán định hoặc là tâm xác định, nó gợi khởi lên trong một cái sát na tâm để mà nó biết đối tượng như là đẹp nè, xấu nè, thơm nè, ngon nè, cứng hay lạnh. Thành ra quý vị thấy hồi nãy không? Cái thằng quan sát á, nó mới ngồi nó quan sát, nó nhận xét thôi, nó mà nó chưa có nói ra. Đến khi mà cái tâm phân đoán này á, nó khi mà nó xem xét rồi, bắt đầu nó mới quyết định nè, xác định nè, là nó có là đẹp không nè, nó là xấu, đẹp, hay là thơm hay là không thơm, ngon hay không ngon, cứng hay mềm, lạnh hay nóng. Là cái thằng này á, là phân đoán nè, nó mới là quan tài, nó mới phán nè. Còn cái tâm quan sát nó chỉ coi thôi nha, nó chưa có phán. Nhưng nhiều nhớ vậy ha. Phân đoán đó, xác định đó. Thì chính cái tâm kháng ý môn á, nó làm cái việc phân tách như này.
là duyệt hay là không duyệt, đó là cái thằng tâm phân đoán. Dạ, rồi đến số tâm số 10 cho đến số 16, thành ra Nguyên Như để 10 gạch ngang 16 có nghĩa là 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tất cả 7 cái tâm tiếp tới đó là gọi là tâm động tốc hay là chá quá ná đó. Thì tâm này hiện khởi trong 7 cái sát na tâm để mà xử sự đối tượng. Có nghĩa là căm tâm này được gọi là tâm hưởng cảnh. Cái giai đoạn này nó rất là quan trọng, nó quan trọng nhất trong cái lộ trình tâm. Tại sao? Tự vì lúc này đó, cái tâm động tốc này đó, nó tạo ra nghiệp đó quý vị. Lúc đó là thiện hay bất thiện là chính cái tâm động tốc này nó gây ra. Khi mà cái thằng mà xem xét nhận cảnh rồi á, mà nó đưa ra cái thằng phân đoán, nó nói trời ơi xấu quá đi, thì cái tâm động tốc này á là làm 7 cái sát na tâm rẹt rẹt rẹt. Dạ, phân đoán, xác định hay là đoán định nó cũng là kháng ý môn. Dạ, là đồng nghĩa đó chị Oanh. Cái tâm động tốc này đó thì khi mà nó xảy ra sau cái tâm phân đoán rồi á, khi mà nó thích hay là nó thích á, thì nó có cái tâm tham nhảy vô, tức là bảy cái động lực này á, là tham nó nhảy vô. Khi mà nó không thích á, nó ghét, nó nổi sân á, thì bảy cái động lực này á, là bất thiện luôn, nó là sân nó nhảy vô, hay là tham hay là sân. Thành ra cái chỗ này á, chính là cái chỗ nó rất là quan trọng. Như nghĩ mà mình ngồi thiền rồi đó mà mình thấy được cái chỗ này nè quý vị, mà mình chỉ giống như quý vị ngồi thiền mà quý vị tâm mình cứ yên đi, ngồi có đau hay không, có chuyện gì đó mình cứ ngồi mình nhìn nó thôi, thì có thể mà mình thấy giống như Quân Lý nó cái chỗ xả đó, thì mình không có bị cái dòng tâm động tốc này nó tạo nghiệp bất thiện đó quý vị. Nên mà càng ngày mình nhìn cái chỗ đó đó, cái chỗ này chính là cái chỗ mà thiền sư hay chỉ mình là chậm lại đó, chậm chậm lại, mình coi cái tâm, mình coi thiệt ra cái tâm nó xảy ra lẹ lắm, mình chỉ tập tành thôi, mình chưa có đủ cái định để mà mình vô đây thôi, nhưng mà ít nhất á, mình tập tành cũng đỡ hơn là mình không biết gì hết đó quý vị. Thấy cái chỗ này mà nó ngừng lại tâm động tốc á, là nó làm cái rẹt qua lẹ lắm. Thành ra bây giờ là mình nói chậm chậm thôi, ít nhất á, là chư vị cũng có một cái idea cái tâm mình nó quật làm sao ha. Mà cái búng một cái thảy móng tay thôi mà có bao nhiêu triệu 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 tỷ 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 cái lộ trình tâm sao mà coi kịp, mà coi như là mình biết còn đỡ hơn không biết đó quý vị. Rồi tới số 17, 18 ở đây đó là tâm thập di, hay có chỗ gọi là tâm mót, là cái trạng thái tâm nó hưởng cảnh dư của cái tâm động tốc. Tức là nhưng mà không có cái khả năng tạo nghiệp. Sáu cái tâm động tốc nó cũng giống nhau á chị, nó là từ 10 tới 16, cái tâm này gọi là tâm động tốc hết luôn. Cái tâm thập di hay là tâm mót là trạng thái tâm hưởng cảnh dư của tâm động tốc, nhưng mà không có khả năng tạo nghiệp, vì những công tác thập di này hoàn toàn là những tâm quả mà thôi. Thì quý vị thấy cái tâm thập di á, thì nó có hai sát na tâm. Thành ra ở trong số 17, 18 đó là có mỗi một số là một sát na đó quý vị. Rồi tới 19 là cái tâm chủ quan nó quay trở lại. Tức là khi mà cái lộ trình tâm nó hết rồi, nó sẽ đi xuống lại cái tâm hậu kiếp, là cái tâm chủ quan gìn giữ kiếp sống mà không có bị cái cảnh giới nó kích thích tới. Rồi Nguyên Như tóm tắt lại một lần nữa tiếng Pali. Nguyên Như không muốn ghi ở phía trên, tiếng Pali nó dài quá, nó sợ làm cho quý vị chia trí đó. Thành ra cái bản này sau này nếu mà quý vị nào cần cái tiếng Pali nó đọc ngang qua, thì Nguyên Như có tóm tắt một cái phần, Nguyên Như xin đọc qua ha. Phần tóm tắt thứ nhất, tâm hộ kiếp phá quăng gá chích tá. Thứ hai, tâm hộ kiếp vừa qua á tì tá phá quăng gá chích tá. Thứ ba, tâm hộ kiếp rúng động phá quăng gá chá lá ná chích tá. Thứ tư, tâm hộ kiếp dứt dòng phá quăng gú bách chề đá chích tá. Thứ năm, tâm kháng ngũ môn bành chá đòa ra quách chá ná chích tá.
Thứ sáu, vũ song thức, bành chá huynh nhà nát. Thứ bảy, tâm tiếp thâu, sầm bá tích chá ná chích tá. Thứ tám, tâm quan sát, hay là tâm suy đạt, hay là suy đạt tâm, sanh tì rá ná chích tá. Số chín, tâm phân đoán, hay là tâm xác định, hay cũng còn gọi là tâm đoán định nữa quý vị, là vót thấp bá ná, vót thấp bá ná. Nó cũng là tâm kháng ý môn luôn, là má nô đoà ra vách chá ná chích tá. Dạ chào Kỳ Anh vừa mới vào lớp. Còn số 10 cho tới 16 là bảy cái tâm động tốc á, là chá quá ná chích tá. Số 17 tới số 18 là hai cái tâm thập di hay là tâm mót. Tá đà lầm bá ná, tá đà lầm bá ná. Và 19 trở về cái tâm hộ kiếp, phá quăng gá chích tá. Rồi Quyên Như đi ví dụ về lộ trình tâm, thì để rõ hơn về cái hành sự của những cái tâm vô nhân này, chúng ta sẽ quan sát qua năm căn với một cái thí dụ. Thí dụ này rất là nổi tiếng. Quyên Như thấy trong sách nào cũng có một người nằm ngủ ở dưới gốc xoài hết á. À, hình như cái thí dụ này của Ngài Tịnh Sự phải không quý vị? Như thấy cái ví dụ này rất là nổi tiếng. Mà thiệt ra là gốc cây xoài, cây ổi, cây mít gì cũng được ha quý vị. Cây sầu riêng cũng được, chứ không nhất định là phải cây xoài. Rồi một người nằm ngủ, người này là có thể là một chú bé, một con chó cún, một con mèo, một cô gái, một cái bé gái. Ai cũng được nha quý vị, chứ không nhất định là phải cây xoài mà phải có người đàn ông ha. Một người nằm ngủ dưới gốc cây xoài, có một trái xoài nó rớt xuống, rồi nó lăn tới bên người đó. Người đó giật mình ngồi dậy và tìm coi cái gì đã làm cho mình giật mình thức giấc. Người này nhìn thấy trái xoài, người này lượm lên, ngửi và xem xét trái xoài. Dạ, không có sầu riêng, dạ đúng rồi. Người này lượm lên, ngửi và xem xét trái xoài. Biết trái xoài đã chín thì người ấy ăn trái xoài. Khi mà ăn xong, người này còn cạp thêm vài cái mới bỏ hộp xoài ra và nằm xuống ngủ tiếp. Rồi đi vào cái mình sẽ so sánh lại cái hồi nãy giờ mình học với cái thí dụ về cái lộ trình tâm ở đây. Thì cái người đang ngủ thì chỉ cho cái trạng thái thụ động của tâm thức. Ở đây á, thì quý vị thấy mình mới đọc cái chỗ mà tâm hộ kiếp á, là cái tâm chủ quan gìn giữ kiếp sống mà không có bị cái cảnh giới ngoài nó kích thích vào. Thì cái người đang ngủ ở đây á, chỉ cho một cái trạng thái thụ động của tâm thức. Nó không có, nó cái tâm thức này nó đang trôi chảy, nó không có cái gì làm dao động ở ngoài, không có tác động gì vô hết. Cái trạng thái này á, cái trạng thái người đang ngủ này là một cái thí dụ cho cái tâm hộ kiếp, hoặc là tâm hữu phần, hay còn gọi là tiềm thức, phá quan gá quý vị ha. Là nói cho người đang ngủ đó. Khi mà cái trái xoài nó rớt xuống á, mà người đấy vẫn còn ngủ say, nó mới vừa rớt cái, thì cái này gọi là hộ kiếp vừa qua. Là coi như là cái cảnh đó là nó đi tới rồi đó, nhưng mà cái người này chưa có biết được. Nó vừa rớt xuống thôi. Thì nó rớt xuống mà khi mà nó chạm vào cái người này rồi đó, thì lúc này mới gọi là hộ kiếp rúng động nha quý vị. Lúc này cái tâm nó mới chấn động. Quý vị thấy nó chia trẻ nhỏ xíu vậy đó. Tức là khi người này đang ngủ ha, khi mà trái xoài xoài rớt xuống á, khi mà nó rớt xuống người này cũng đang ngủ. Trong một cái sát na tích tắc đó thôi, thì cái tâm người đó đó mới bị chấn động. Chứ không phải là rớt xuống cái đùng cái qua chấn động liền nha quý vị. Khi người đó đang ngủ, trái xoài xoài rớt xuống trong một cái sát na, rồi người đó mới bị chấn động. Thì khi mà vừa rớt xuống á, thì mình gọi là hộ kiếp vừa qua. Khi mà chấn động rồi á, thì mình gọi là hộ kiếp rúng động. Mà khi mà người đó giật mình tỉnh giấc á, thì là hộ kiếp dứt dòng rồi. Thành ra cái đó, đó là nó có bốn cái sát na tâm, nó xẹt 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 bốn cái. Là quý vị thấy không? Nó thấy Đức Phật chia trẻ ra cái tâm nó rất là nhỏ như vậy á. Thành ra nếu mà mình không học á, thì mình nói ô tôi đang ngủ, trái xài rất cái đùng của tôi mở mắt ra, tôi bỏ miệng tôi ăn, đâu có lẹ như vậy quý vị. Nếu mà mình đi chậm giống như cái máy thâu hình bị chậm chút xíu lại, quý vị thấy không? Như lặp lại ha, người đang ngủ là đang tâm hộ kiếp.
cái trái xoài nó rớt xuống á, khi mà nó rớt xuống á, mình vẫn còn đang ngủ. Đó là, cái đó chỉ gọi là hồn kiếp vừa qua thôi. Khi mà trái xoài rớt xuống mà chạm vào người mình á, thì lúc đó cái tâm mình á, nó mới bị chấn động. Thì lúc đó đó mới gọi là hồn kiếp rúng động. Rồi á, người đó giật mình thức giấc, thì lúc này đó mới là hồn kiếp dứt dòng đây. Khi mà hồn kiếp dứt dòng rồi là quý vị thấy nó xong, xong cái phần tâm hồn kiếp rồi đó, xong cái phần tâm chủ quan. Rồi khi mà cái người đó ngồi dậy mà coi kiếm kiếm coi cái gì rớt xuống vậy ta, cái gì rớt xuống làm cho mình giật mình vậy, thì lúc đó đó cái tâm nó còn cũng ẩm ẩm mờ ờ, nó còn ngái ngủ mà, cái chỉ cho cái trạng thái muội lược của tâm thức. Khi mà tâm thức đang kiếm coi cái ngoại trần nó kích thích mình á là thuộc về cái gì nữa, nó cũng không biết là cái đây là cái gì đâu. Chứ không phải là quý vị nói là ngồi dậy tìm kiếm á, là mình đã dùng cái nhãn nhãn thức nha, không phải. Lúc này á là cũng đang mơ mơ hồ hồ, không biết là cái gì, ngay cái bùm cái ngồi giật mình mò 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 coi là cái gì. Lúc đó cái ngủ song thức đó nó đang xác định coi nó nên dùng cái gì để mà là cái nguyên nhân của mình thức giấc ha. Coi như lặp lại nha, khi người này ngồi dậy và tìm cái gì để làm mình thức giấc á, nó chỉ cho một một cái trạng thái muội lược của cái tâm. Khi mà tâm thức đang tìm coi cái ngoại cảnh hay là cái ngoại trần nó kích thích mình thuộc về mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi hay là thân á, thì cái tâm này á nó giống như là cái radar nó đang là coi cái này là mình nên dùng cái gì đó. Thì đó nó gọi là tâm kháng ngũ môn đó, bành cha đòa ra quách cha ná đó, hay là ngũ môn hướng tâm. Lúc đó đó thì cái tâm kháng ngũ môn nó mới nghĩ coi nó mới dùng cái nào để mà xài. Thì khi mà mình thấy trái xoài rồi đó, thì lúc đó đó thì cái thức thuộc về mắt nó mới ra, nó mới thấy, nó mới chia trẻ ra, đó là mới thấy là ồ, như vậy là mình thấy cái trái xoài gì, cái tâm nhãn thức nó mới là nó sử dụng đó. Thì cái thức này nó hoàn toàn thuần túy, nó không có suy tư, nó không có tạo nghiệp, nó không có gì hết quý vị, nó là thọ xả đó, nó chỉ là máy móc thôi, giống như nó mở mắt ra nó nhìn thôi đó. Thì quý vị bắt được cái chỗ đó ha, khi mà cái tâm kháng ngũ môn á, nó đang tìm kiếm coi nó lại gì 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 á, thì khi mà nó thấy trái xoài rồi đó thì nó mới đưa cái ngũ môn đó đó, nó mở cửa của cái nhãn thức, rồi cái tâm nhãn thức này đó nó mới bắt đầu nó ra nó làm việc, nó làm việc một cách máy móc thôi. Rồi khi mà người này lượm trái xoài đó, thấy rồi mới lượm chứ phải không, lượm lên á thì nó chỉ cho cái trạng thái của tâm thức nó lãnh thọ cái sự kích ngoại vật. Cái tâm này gọi là cái tâm tiếp thâu. Khi mà nó thấy rồi á, nó lượm lên thì cái tâm tiếp thâu nó làm cái hành động này, nó lượm lên đó. Rồi nó lượm lên nó làm sao nữa, nó lượm lên rồi nó ngửi và nó xem xét, nó nhìn. Nó lượm lên rồi nó mới nhìn, nó mới ngửi phải không. Thì cái trạng thái này đó, cái trạng thái tâm sức suy nghĩ và tìm hiểu này đó, nó chính là cái tâm quán sát hay là tâm suy đạt đó quý vị. Sanh ti ra ná chích tá, thì ngửi và quan sát. Khi mà nó ngửi và nó quan sát rồi, nó chỉ ngửi và nó xem xét thôi nha. Lúc này á quý vị thấy nó đâu có nói năng gì đâu. Rồi tới cái số 9 đây nè, thì cái tâm mà phân đoán nè, phân định nè, lúc đó đó nó mới quyết định. Ồ, trái xoài này là nó xài, trái xoài nó chín rồi nè, nó thơm rồi nè, nó vàng rồi nè, lúc này nó mới phán nè. Quý vị nhớ nha, cái số 9 nó mới phán nha, cám nó mới là xem xét thôi. Nó chỉ ngửi và xem xét, cái thằng thứ 9 á nó mới xác định đoán định nè, là nó phán nè, tâm phân đoán nè, nó là quốc thánh á, hay nó còn gọi là cái kháng ý môn đó nha quý vị. Đó, lúc này lúc lúc này là nó phán phán đó, là cái xác định nó cái xoài chín nè, vàng nè, thơm nè, ăn được rồi nè, ngon nè. Đó, đó là cái thằng thứ 9. Nhưng mà nó chỉ phán thôi, nó chưa có làm gì hết á. Cái thằng thứ 10 tới cái thằng thứ 16 đó mới là cái thằng tạo nghiệp đây. Lúc này nè, nó mới thay quý vị thấy nó ăn cái nè. Nó chỉ cho cái tâm thức nó xử sự, tức là khi mà nó phán rồi đó là thằng này bắt đầu là làm việc. Cái thằng 10 tới 16 là thằng lần xử sự đây. Gọi là cái động tốc hay là chá quá ná hay là tốc hành tâm. Thì cái chỗ này á là gọi là trạng thái tâm thức quan trọng nhất trong cái lộ trình tâm. Chính nghiệp thiện
và nghiệp bất thiện nó thành đạt hay thành tựu ở ngay cái thời điểm này đây. Quý vị thấy không? Lúc này là ăn trái xoài chỉ cho tâm thức xử sự với đối tượng. Đây là trạng thái tâm quan trọng nhất. Chính chính cái nghiệp thiện hay là bất thiện được thành đạt hay thành tựu ở ngay cái thời điểm này. Cái tâm này được gọi là tâm động tốc hay là chá quá ná. Hay là còn gọi là tốc hành tâm, tức là bắt đầu xử đó. Quý vị thấy một cái tâm là nó bắt đầu là nó thôi như đi tiếp xong hồi nó ôm lại nó hay hơn. Đến cái 17, 18 đó thì gọi là tâm mót hay là cái tâm thập di, thì nó cạp thêm vài cái là chỉ cho trạng thái tâm thức tiếp tục đối xử với những cảnh còn lại. Cái trạng thái này giống như là cái tâm động tốc, nhưng mà nó không có khả năng tạo quả nữa, nó yếu rồi, nó yếu yếu xuống rồi, nó giống như tâm dư thừa thôi, thì gọi là tâm thập di ha. Tiếng Pali là tá đa lâm bá ná, tá đa lâm bá ná quý vị ha. Rồi cái số 19 á, là xong xuôi rồi gì nữa thì nó nằm xuống nó ngủ tiếp, nó trở về cái trạng thái tâm chủ quan, là cái trạng thái của tâm thức sau khi mà lộ trình tâm chấm dứt, trở lại về lại với dạng hộ kiếp. Cái đó là cái phần mà phân tích dài dòng để cho mình đi gọn, để cho mình hiểu. Rồi bây giờ cách hai nó rút gọn lại nè. Hồi nãy dường như nói dài dòng rồi ha. Rồi một cách hai là rút gọn ha. Rồi cái số 1 là hộ kiếp, là một cái người á, đang ngủ say. Thứ hai, hộ kiếp vừa qua thì trái xoài nó rớt xuống. Tức là khi có cái cảnh nó lọt vào một trong cái năm căn đó quý vị, lọt vào cái dòng tâm thức đó, thì người đó vẫn còn trong trạng thái ngủ say thôi, thì gọi là hộ kiếp vừa qua. Thứ ba là hộ kiếp rúng động, tức là trái xoài nó rớt xuống thì làm cho cái tâm người đó bị rúng động, bị giật mình lên. Rồi cái thứ tư là hộ kiếp dứt dòng, tức là động một lần nữa, lúc động lần nữa thì sao? Giật mình thức giấc rồi, bị ngoại cảnh tác động. Lúc nãy cái dòng hộ kiếp á, nó bị chấm dứt, gọi là hộ kiếp dứt dòng. Số 5, cái tâm kháng ngũ môn nó nhảy vô, nó nhìn giáo giác, rồi coi kiếm là cái gì đó. Rồi thứ 6, ngũ song thức, một trong những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thiện hay bất thiện. Rồi tức là khi mà nhìn thấy trái xoài đó là ngũ song thức có nhảy vô. Rồi tới tâm tiếp thu, nó cầm trái xoài hay nó lượm trái xoài lên, quan sát vật, lúc đó nó mới nhìn cái xoài, nó ngắm nghiến xem xét. Rồi cái xác định mới là biết rõ vật gì, biết là trái xoài, nó đang chín, nó đang thơm, nó đang vàng. Rồi tới số 10, tới số 16 là bảy cái tâm động tốc, là nó ăn đó, nó sẽ cắn trái xoài nó ăn. Lúc này là lúc tạo nghiệp, quý vị nhớ ha. Rồi số 17, 18 là hai cái tâm mót, là hai cái tâm thập di đó. Giống như cắn xong rồi chấp chấp miệng ha, rồi liếm mép đó. Tới số 19 là hộ kiếp, tơ có nghĩa là mình trở xuống, mình ngủ trở lại. Dạ không đâu anh Kevin ơi, cái chỗ cái tâm phán đoán này á, chính là cái tâm kháng ý môn, chứ nó không có tâm sở tưởng ở trong đây. Theo mà Nguyên Như hiểu là không có tâm sở tưởng ạ. Nguyên Như thấy bây giờ là 10:32 rồi. Cái chỗ này á, mình ngừng ở đây đi, mình không có học kịp cái tâm ưng cúng vi tiếu rồi. Nhưng mà vô mà nếu bỏ tâm ưng cúng vô thì nó cũng loãng dữ lắm. Thôi để mình học kỳ sau nha quý vị. Bây giờ mình thấy cái lộ trình tâm á, mình ôm lại một cái lần nữa. Nếu mà quý vị thấy ngán á, mà chán nữa đó, thì quý vị đã rành cái chỗ cái lộ trình tâm này rồi. Chưa chán. Cái chỗ anh nói là cái sở hữu tưởng á, Nguyên Như nghĩ là vài bữa mà mình học vô cái chỗ mà cái phần tâm phối đó đó anh Mỹ, mình sẽ vô cái chỗ cái sở hữu tưởng, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng biện tác ý, cái chỗ đó là bảy sở hữu biến hành. Nguyên Như nghĩ á, là nó sẽ có ở trong cái tâm đó, tự vì nó là đi theo tất cả các tâm, phải không anh?
tức là bảy sở hữu biến hành xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. À, xin sám hối nha, nó có tưởng chắc luôn, nó là sở hữu biến hành mà. Rồi như ôn lại ha. Bây giờ mình cứ nhớ 19 cái nút của cái lộ trình tâm. Lộ trình tâm này á, là thuộc về cái cảnh ngũ mà cảnh lớn nữa, rất là rõ, cái xoài bự tổ chản hả quý vị, cảnh lớn. Bây giờ á, cô Như sẽ lấy từ số 1 cho tới số 4 và lấy cái cuối cùng là cái số 19, cô Như để qua một bên. Quý vị rành rồi ha, cái đó là tất cả cái tâm hộ kiếp đúng không? Số 1 hộ kiếp, thứ 2 hộ kiếp vừa qua, thứ 3 hộ kiếp rúng động, số 4 hộ kiếp dứt dòng. Và xuống cái số 19 là trở về cái trạng thái ngủ lại là cái tâm hộ kiếp. Thành ra tất cả những cái tâm này quý vị nhớ là cái tâm chủ quan ha, lại trong cái nền của cái tâm thức của mình đó. Rồi mình lấy được năm cái tâm này mình để qua một bên. Từ số 5 cho tới số 18, bây giờ mình phân tích tiếp ha. Số 5 cho tới số 9 nè, quý vị nhớ nó là cái dòng móng ngựa. Là hồi nãy Nguyên Như có nhắc đó, là mình đi từ kháng ngũ môn ở dưới chỗ tâm duy tác, mình đi lên ngũ song thức, mình đi qua tâm tiếp thu, mình đi qua tâm quan sát, mình đi trở xuống kháng ý môn, thành cái dòng móng ngựa là năm cái tâm. Đó là trong cái phần cái vô nhân, phần tâm vô nhân nó có mặt trong cái lộ trình tâm. Xong rồi cái kế tiếp là cái quá dễ rồi, bảy cái chá quá ná là bảy cái động tốc, là số 10 cho tới số 16 là bảy tâm, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bảy tâm là bảy cái động tốc. Thì cái này quan trọng nhất trong cái lộ trình tâm. Tại sao? Từ cái chỗ này là nó chính là cái lúc mà mình tạo nghiệp thiện hay là bất thiện. Khi mà mình thích á, thì mình có cái nghiệp tham nó nhảy vô. Khi mà mình sân thì mình có cái nghiệp bất thiện sân nó nhảy vô. Không thích là sân là bất thiện, thích thì tham cũng bất thiện. Thành ra khi mà quý vị vô, quý vị để ý cái chỗ mà từ cái dòng móng ngựa đó, từ kháng ngũ môn tới tâm xác định, nó chỉ là nhiệm vụ máy móc thôi. Nhưng mà nếu mà mình không cẩn thận đó, mình chỉ nhìn như nó như là, thì cái tâm tham và cái tâm sân nhảy vô tạo nghiệp ngay cái chỗ cái số 10 và số 16, như để màu đỏ đó quý vị, là cái chỗ tạo nghiệp đó. Rồi hai tâm kế tiếp là số 17, 18 là cái hai hai tâm yếu ớt làm cái phận sự là na cảnh hay là tâm mót thôi. Thành ra quý vị thấy là cái lộ trình tâm hôm nay đối với quý vị nó có rõ hơn không? Có dễ nhớ hơn không? Mình thấy số 1 đến số 19, nhưng mà nếu mà mình chia nhỏ ra, mình học như vậy thì mình dễ nhớ hơn ha. Nó có 5 cái tâm hộ kiếp nè, 4 4 cái tâm đầu tiên, hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng. Đến số 19 là cái cuối cùng là nó trở về hộ kiếp. Rồi cái phần ở trong thì có từ tâm số 5 tới tâm số 9 là năm cái tâm vô nhân ở trong cái dòng móng ngựa. Rồi tới số 10 tới số 18, số 10 tới số 16 là bảy cái chá quá ná, bảy cái động tốc tâm. Rồi tới 17, 18 là hai cái tâm mót. Thì quý vị nhớ một cái về cho chắc á, thì sau này mình vô những cái lộ trình tâm hoặc là mình có thể coi thêm sách kia đó, thì mình dựng cái chỗ này thì những cái chỗ kia nó cũng không khó hơn nhiều đâu quý vị. À, Sa thú bây giờ Nguyên Như thấy 10:37 rồi. À, Nguyên Như xin nhường mic lại cho sư Vinh Lý. Hôm nay Nguyên Như ôn như vậy có cái gì thiếu sót hay là có cái phần nào mà anh có thể bổ sung dùm cho Nguyên Như và dùm với lớp. Xin anh đóng góp thêm. Dạ Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh ạ. Hello, dạ sư Huynh Lý có mặt ở trước mic hay không? Xin mời anh cầm mic nha. Không biết anh Lý có nghe được Nguyên Như nói hay không ạ? À? Dạ sa thú anh. Nam mô Bụt Đà dạ, Nam mô Tham Mà dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Dạ phần trình bày của Nguyên Như ngày hôm nay thì nó cũng khá rõ ràng, tại vì thực ra thì các tâm vô nhân
nó làm việc theo các máy móc thôi. Ở đây xin nhớ kỹ là một điều là các cái tâm vô nhân nó không là những cái tâm nó xuất hiện không phải là từ những cái nhân tham sân si hoặc vô tham vô sân vô si, nhưng mà nó cũng có cái nhân để mà nó xuất hiện. Nó các pháp do duyên tạo thì nó có những cái nhân từ quá khứ nha, khi hồi nãy Nguyên Như nói từ những cái nhân đó thì ở đây chúng ta phải xác định lại rõ là không phải sáu cái nhân tham sân si vô tham vô sân vô si mà là nhân từ quá khứ, mà để cho chúng sanh khi tục sanh nó có cái thân này, có mắt tai mũi lưỡi thân thì những cái tâm để làm duyên cho những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức nó sanh khởi. Nó cũng có cái duyên để tạo tác của nó, nhưng mà những cái tâm này được được tạo ra, được hình thành không phải từ sáu cái nhân, cho nên nó gọi là tâm vô nhân. Xin nhắc lại chỗ đó để chúng ta nhớ, để không có bị confusion. Đúng rồi. Thì chính vì nó cũng làm việc theo kiểu máy móc á, kháng ngũ môn vẫn mở cửa, mở cửa nào mà nó tác động vào, rồi từ cái cảnh nó tác động vào qua các một trong 10 cái cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân, thì sau đó thì cảnh đó được tiếp thu đưa vào qua tên quan sát những chi tiết của cái cảnh. Rồi sau khi quan sát chi tiết cái cảnh thì cái kháng ngũ môn, tâm kháng ngũ môn đó, nó làm cái chức năng là xác định là cái tẩm cảnh này nó thuộc loại cái loại gì, thì thuộc cái loại gì thì bắt đầu sau đó thì động tốc nó mới làm việc. Động tốc nó làm việc thì cái cảnh này, cái cảnh duyệt ý, hoan hỷ, thích thú, vừa lòng từ cái quả thiện thì rất có thể tâm tham sẽ sanh lên. Còn khi mà quan sát thấy cái cảnh này thuộc cái quả bất thiện, là không có duyệt ý, không vừa lòng, nó khó khăn, nó làm khó chịu, không thích thú, thì rất có thể tâm sân nó sẽ sanh khởi, nó làm cái bảy cái tâm động tốc cho ra. Ô, bảy cái tâm động tốc là cái giai đoạn của cái nguyên trong giai đoạn trong cái phần của một cái lộ trình tâm nó làm việc, nó cũng là máy móc. 19 cái tâm này nó cũng là máy móc. Thì cái bảy sau khi đã xác định cảnh rồi đó, lấy ví dụ giống như là có một người nào đó gõ cửa, rồi chúng ta ra nghe nhìn nhìn cái lỗ kính đó, chúng ta nhìn ra ngoài, nhìn cái mặt của người này là ai, người này là người quen thì mở cửa cho rơi vào, còn người này người lạ, mà giống như dặn con cái nha, trong nhà con nít đó, nó gặp người lạ mà không quen thì khoan hay mở cửa chẳng hạn, thì cái trạng thái mà quyết định mở cửa hay không, mở cánh cửa cho cái người lạ hay người quen đi vào sau khi mà mình nhìn qua cái lỗ rồi, biết người đó là không không có những trở ngại về an ninh nguy hiểm thì mở cửa đi vào đó, thì là cái lộ trình để mà quyết định trước cái cảnh đó, tức là động tốc sau nó làm cái việc đó, thì nó có dựa vào những cái kiến thức trong quá khứ, từ những cái tại nó có sở hữu tưởng trong đó, nó biết được cái người đó là người quen hay người lạ đó, thì cái đó là phần làm việc của động tốc sau khi đã xác định được cảnh, tức là quan sát xong rồi xác định cảnh, do cái tâm kháng ý môn nó làm việc đó. Kháng ý môn làm việc lúc này ở làm trong cái chức năng thứ hai mà trước đây trong cái đầu bài Nguyên Như đã trình bày là xác định cảnh đó. Cái chức năng đầu tiên của kháng ý môn tức là mở cửa lưu ý, nên mở cửa lưu ý rồi anh xác định luôn cảnh là cảnh này cảnh cảnh tốt, cảnh duyệt ý, cảnh này là cảnh không duyệt ý, cảnh này là nên thích thú hay không thích thú theo trạng thái đó, hoặc là có khi là anh không biết hay là cái gì hết, nó đưa ra những trạng thái hoài nghi, rồi anh si chẳng si chẳng hạn, thì tham sân hoặc si hoặc là những cái tâm thiện nó khởi lên để quyết định nó, cái đó là do từ cái khuynh hướng tâm lý, môi trường sống, nghiệp quá khứ của từng cá nhân. Đây là cho nên là có những cái trạng thái cùng một cảnh hiện bài mà đối với một số người thì người ta nghe cái điều đó, người ta thấy điều đó, người ta tiếp xúc với những điều đó thì người ta thích. Nếu ví dụ như các món ăn, có những món ăn chúng ta ăn được, có những món ăn chúng ta ăn không được, tại sao có người ăn có cũng cái món đó, có người ăn thì người ta thích, người ta ăn được, có người thì ăn vô không thích, ăn không được, là vì làm sao, đó là có do nghiệp quá khứ hết đó.
Không biết cái nói như vậy có giải thích được cho chị Oanh cái vấn đề mà bảy cái tâm động tốt à, liệt kê ra tức là cái tên của bảy cái thì nó chỉ bảy cái nó làm chung một nhiệm vụ à, cái sát na tâm đầu tiên mà nó làm việc động tốc đó là nó cho cái quả hiện tiền từ cái tức là ngay trong kiếp sống này nó cho cái quả lặp lại 7 lần Nguyên Như thì nói là lặp lại 7 lần nhưng mà nó cũng có những cái đưa ra những cái quả khác nhau như cái sát na đầu tâm đầu tiên mà nó làm việc động tốc đó, thì khi mà quyết đối xử với cảnh cái quyết định của cái cá nhân đó đối xử với cảnh qua cái sát na đầu tiên đó, thì cái quả của sát na đầu tiên làm cho cái quả hiện tiền à, đúng rồi nó không có tên, không có tên riêng thì 7 cái nữa tên chung, còn cái từ thứ hai tới cái gì hiện hiện à, hiện báo nghiệp đúng rồi chứ không phải hiện báo giờ dạ, hiện báo nghiệp rồi rồi hậu báo nghiệp rồi hậu hậu báo nghiệp tức là hậu báo nghiệp là cái sát na tâm thứ thứ bảy đó là nó là hậu báo nghiệp tức là nó cho cái quả ngay trong kiếp ngay tiếp theo à, còn hậu hậu báo là từ số 2 cho tới số 6 đó là ảnh cho quả cho tới khi nào chúng ta A-la-hán thì thôi nha nhưng mà cái đó nó ngoài cái đề tài của à, đúng rồi sát na bảy quả phá kiếp sau đó là hậu báo còn từ thứ hai cho tới thứ sáu là hậu hậu báo là không những từ kiếp sau mà nó đi còn kiếp sau nữa nhưng mà cái đó thuộc về đề tài của một bài khác nhưng mà trong cả 7 cái này thì nó có cái tung tin tin chung đó là những sát na làm việc động tốc tạo nghiệp chứ nó không có từng cái tên riêng nếu mà cái đó câu hỏi là tôi chịu anh dạ thì ở đây hôm nay Nguyên Như trình bày các cái tâm vô nhân cộng thêm cái hoạt động của một lộ trình tâm thì nó cũng có cái tính cách máy móc technical cũng không có gì để mà phải chi tiết hóa nữa nó cũng khá rõ ràng cho nên là còn nếu mà có ai có những câu hỏi thắc mắc nào về phần nào mà mình chưa hiểu rõ thì chúng ta xin cứ trình bày để cả nhà chúng ta cùng đóng góp với nhau. Dạ, xin hết. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, xin tri ân anh Lý. Dạ, Nguyên Như nghĩ là ý của Quan Phan hồi nãy Quan Phan muốn hỏi đó là tưởng là Nguyên Như nói là từ số 10 tới 10, số 16 là nó sẽ có những cái tên tên cóc, tên ổi, tên thấm, tên xoài hay sao mà Nguyên Như giấu không có để ra. Quan muốn hỏi vậy thôi phải không Quan? Nhưng mà không phải, nó chỉ là cha quan á, 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 cha quan á 7 lần. Vậy thôi. Rồi sau đó đó nó chỉ là thường thường những cái tâm kia đó thì nó có một cái sát na, nhưng mà cái chá quá ná thì nó có 7 cái sát na, thành ra mình gọi là 7 cái sát na chá quá ná, 7 cái động tốc đó. Còn 2 cái tâm mót nó cũng là 2 mũi, thì bình thường mỗi cái một có một sát na, phần cái tâm mót thì có 2 cái sát na, thành ra gọi là tâm mót chứ nó không có tâm mót thấm hay là tâm mót đào gì hết nha. Nó có một tên thôi. Dạ. À, Nguyên Như thấy thôi thời gian bây giờ cũng là trễ rồi. Nguyên Như xin kính thỉnh sư Nguyên Thông và có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, Nguyên Như con gửi cho sư cái bài đó không biết bây giờ cái bài đó nó sao rồi nãy giờ tìm cái chỗ mà con tìm không ra tìm không ra cái trang đó thì gửi lại cho sư để coi lại nha con cảm ơn ok Vavatusa Mangalang Rakhang Tusa Devata Sapa Bhuta Nupave Nasada Soti Pavang Tute Vavatusa Mangalang Rakhang Tusa Devata Sapa Dhamma Nupave Nasada Soti Pavang Tute Vavatusa Mangalang Rakhang Tusa Devata Sapa Sangha Nupave Nasada Soti Phá văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức
Qua đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ sa thụ. Dạ, con Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pa văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mắn cha na wa ca cha phân kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sap ba na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta ta wo pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc gu wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vu tân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we ti te ti nang no nya ti nang ho tu su khi ta on tu nya ta yu y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tụ nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tụ nha ta du y đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị đấy rằng hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như con sẽ hẹn lại chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai, tối thứ năm và cũng là sáng thứ sáu ở bên Việt Nam. Chúng ta lại được học những bài kinh rất là hay của Sư Phụ Pháp Tính, nói về đề tài 12 nhân duyên. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sư Nguyên Thông, Nguyên Như sẽ gửi qua cho sư qua cái email. Dạ, con sẽ làm liền ạ. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào cả nhà nha.